1, 2, 3, yeah! Xin chào. Xin chào. Thay mặt cho cả ekip đoàn làm phim của Giá Nhà Lộc Chiêu phần 3, cảm ơn mọi người, đặc biệt là những người khán giả đã luôn luôn yêu thương, khiến cho khán giả Lâm Chiêu phần 3 liên tục đạt được kỷ lục phòng vé. Đặc biệt là cảm ơn nhà phát hành Lotte Entertainment đã luôn đồng hành cũng như là sát cánh cùng với gia đình Giá Nhà Lộc Chiêu phần 3. Cũng nhờ chính sự yêu thương của tất cả khán giả mà Gái Già Lắm Chiêu 3 đã thành công rực rỡ, và Tiền mong là trong những thời gian tới khán giả sẽ yêu thương Gái Già Lắm Chiêu 3 nhiều hơn nữa và tiếp tục ra rạp xem và share ủng hộ nhiệt tình cho Gái Già Lắm Chiêu 3 nha. Mẹ ơi, mình chưa hứa là mình có một bực mí nho nhỏ đúng không? Đó là phần 4. Vâng, để có phần 4 hoặc là phần 5 hoặc là nhiều phần hơn nữa, chúng tôi rất là trông chờ và hy vọng là quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi 3 phần rồi. Dạ. Cho chúng tôi những cảm xúc thật là thân thương, thật là chân thành để giúp chúng tôi có thể tạo cảm hứng để chúng tôi tiếp tục sáng tạo nên những phần 4, phần 5, phần 6. Rất là cảm ơn hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Phi Tô. Vâng, nếu không có các bạn ấy là những người mà sáng tạo ra những gia đình của Lê Gia, Lê Gia thì là quý vị khán giả cũng sẽ không có được những cái cơ hội để thưởng thức những cái thước phim rất là thú vị. Nói chung là chắc chắn là sẽ có một câu chuyện mới tiếp tục nữa. Hy vọng là mọi người sẽ chờ đón những thông tin Gái Già Lắm Chiêu phần 4 nha. Còn bây giờ thì chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.